Chào tất cả các em. Các em ơi, là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, mỗi ngày đến trường của chúng mình thật là vui và hạnh phúc đúng không nào? Vậy thì ngày hôm nay, các em hãy cùng cô làm đề văn kể về một ngày ở trường của em nhé. Bài học của chúng ta sẽ bao gồm 3 nội dung chính như sau: phần 1, tìm hiểu đề bài; phần 2, gợi ý làm bài; và cuối cùng là phần 3, đoạn văn tham khảo. Chúng ta cùng đi vào nội dung đầu tiên nhé. Nội dung đầu tiên, tìm hiểu đề bài. Cô có đề bài như sau: kể về một ngày ở trường của em. Như vậy, các em có thể lựa chọn kể về một ngày bất kỳ ở trường mà các em yêu thích và trân trọng nó. Đó có thể là một ngày bình thường như bao ngày khác, hay cũng có thể là một ngày mà ở trường em tổ chức sự kiện văn nghệ, thể thao hay chơi trò chơi dân gian chẳng hạn. Cô sẽ gợi ý cho các em cách làm đề bài này như sau: bằng cách tập trung vào 3 ý tưởng chính là giới thiệu, hoạt động và cảm xúc. Ở phần giới thiệu, chúng ta sẽ nói xem hôm đó là ngày bình thường hay có gì đặc biệt. Trong phần hoạt động, các em có thể dựa vào 3 câu hỏi gợi ý này của cô: trong ngày đó, em đã có những hoạt động gì? Những người xung quanh em, như là thầy cô, bạn bè, thì làm gì trong ngày đó? Và có điều gì đặc biệt khiến em ấn tượng trong ngày đó hay không? Cuối cùng, chúng ta sẽ bày tỏ cảm xúc về ngày đó. Em có cảm nghĩ đặc biệt gì về ngày đó? Để làm rõ hơn, cô sẽ đưa ra 3 gợi ý cụ thể cho các em nhé. Gợi ý 1, cô sẽ nói về ngày khai giảng, ngày đầu tiên của năm học mới. Giới thiệu: hôm đó là ngày đầu tiên của năm học mới. Hoạt động: em và các bạn trong lớp đều đến sớm. Lớp em tập hợp lại để duyệt văn nghệ. Và sau phần lễ thì tất cả mọi người được tham gia các trò chơi. Kết thúc buổi lễ thì cả lớp về lớp cùng nghe cô giáo dặn dò. Cuối cùng là cảm xúc của chúng ta. Chúng em càng thêm háo hức, mong chờ năm học mới đến. Ở gợi ý thứ hai, cô sẽ nói về một ngày thứ hai đầu tuần, lúc mà trường em tổ chức buổi lễ chào cờ. Giới thiệu: như thường lệ, đến thứ hai đầu tuần, trường em lại tổ chức buổi lễ chào cờ. Hoạt động: đúng 7 giờ, tất cả học sinh tập hợp, cả trường cùng làm nghi lễ chào cờ. Lớp em được tuyên dương vì đạt giải nhất văn nghệ. Cảm xúc: em cảm thấy mình như vừa được tiếp thêm sức mạnh cho một tuần học với nhiều những điều mới mẻ và thú vị đang chờ đón. Ở gợi ý thứ ba, chúng ta sẽ nói về một ngày mà mình được phân công trực nhật. Giới thiệu: hôm đó là thứ tư, ngày trực nhật của tổ em. Hoạt động: em được phân công lau bảng, đổ rác, giúp bạn Hà Nhi quét lớp. Tổ em được cô giáo khen vì làm vệ sinh gọn gàng và sạch sẽ. Trong các giờ học sau đó, em chăm chú nghe giảng, phát biểu xây dựng bài. Cảm xúc: em cảm thấy thật vui vì một ngày của mình trôi qua đầy bổ ích và còn học được thêm nhiều kiến thức mới. Bây giờ, chắc hẳn chúng mình đã có một cái nhìn nhất định về đề bài này rồi đúng không nào? Vậy thì các em hãy cùng lắng nghe cô đọc một số đoạn văn tham khảo đến từ nhóm biên soạn các văn tiểu học nhé. Đoạn văn tham khảo số 1. Ngày đầu tiên của năm học mới luôn là một ngày đặc biệt đối với lứa học trò chúng em. Buổi sáng, em đã háo hức mang bộ quần áo đồng phục được mẹ soạn sẵn từ hôm qua ra để thay, vài đeo chiếc khăn quàng đỏ thắm, em phấn khởi bước đến trường. Vẫn là con đường ấy, nhưng hôm nay, những tán cây cổ thụ, tiếng hót của những chú chim ven đường đều được bao trùm trong một không khí tươi vui. Đến cổng trường, em thấy rất nhiều bạn cũng đã đến. Gương mặt ai cũng toát lên sự hào hứng, sung sướng. Gần đến giờ, lớp em bắt đầu tập hợp để sắp xếp ghế ra sân trường và tập dượt lại một lần nữa, chuẩn bị cho màn diễu hành và tiết mục văn nghệ của lớp. Sau phần meeting chào mừng, chúng em được tham gia chơi các trò chơi dân gian như là ô ăn quan, nhảy bao bố và thưởng thức một số món ăn do ban phụ huynh của trường chuẩn bị. Kết thúc buổi lễ, chúng em cùng về lớp và lắng nghe cô giáo chủ nhiệm dặn dò một số điều cần lưu ý. Hôm nay, cô thật xinh đẹp trong bộ áo dài thướt tha. Qua giọng nói trầm ấm mà truyền cảm của cô, chúng em càng thêm háo hức, mong chờ một năm học mới. Đoạn văn tham khảo số 2. Đó là buổi sáng thứ hai đẹp trời và như thường lệ, trường em tổ chức buổi lễ chào cờ đầu tuần. Đúng 7 giờ, tiếng trống trường vang lên giòn giã
báo hiệu buổi lễ bắt đầu. Tất cả học sinh từ các phòng học, hành lang ùa xuống sân trường tập hợp. Cả sân trường chìm trong màu áo trắng học trò. Các lớp trưởng chỉ huy lớp mình gióng hàng ngay ngắn, kiểm tra sĩ số và trang phục. Lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong gió nhẹ và nắng mai. Màu đỏ vốn rực rỡ, hôm nay càng rực rỡ hơn. Khi cả trường đã ổn định, tiếng hô rõ rạc của bạn liên đội trưởng vang lên. Nghiêm, chào cờ, chào. Tiếng nói chuyện im bặt, tất cả thầy cô giáo và học sinh cùng đưa tay lên chào cờ, ánh mắt trang nghiêm dõi theo lá cờ. Trong buổi lễ ngày hôm đó, lớp em được tuyên dương vì đạt giải nhất cuộc thi văn nghệ tuần trước. Lúc nghe thầy hiệu trưởng khen ngợi, chúng em cùng vỗ tay thật to, ai ai cũng phấn khởi. Buổi lễ chào cờ kết thúc, trong sự hân hoan trên từng nét mặt của mỗi học sinh, và khi ấy em cảm thấy mình như vừa được tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho một tuần học với nhiều những điều mới mẻ và thú vị đang chờ đón. Đoạn văn tham khảo số 3. Thứ tư là ngày tụi em trực nhật nên em đến trường sớm hơn thường lệ. Không khí thật thoáng đãng và mát mẻ, lác đác cũng có vài bạn học sinh đến sớm. Em được tổ trưởng phân công lau bảng và đi đổ rác. Công việc nhẹ nhàng nên em làm xong nhanh chóng và còn kịp giúp Hà Nhi, bạn cùng bàn của em, quét một góc lớp nữa. Khi các bạn khác đến lớp, phòng học đã trở nên sạch sẽ, ngăn nắp. Trong tiết toán đầu tiên, cô giáo chủ nhiệm cũng khen chúng em làm trực nhật nhanh và gọn. Ngày hôm nay, chúng em còn được học môn tiếng Việt và âm nhạc. Trong suốt các giờ học, em chăm chú lắng nghe các thầy cô giảng bài, phát biểu xây dựng bài và ghi chép đầy đủ. Em cảm thấy thật vui vì một ngày của mình trôi qua đầy bổ ích và học được nhiều kiến thức mới. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các em ở những video lần sau. Và các em cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh Thư viện Ươm mầm để nhận thêm thật nhiều những chia sẻ hữu ích trong tương lai nhé.